Câu lạc bộ bóng Rijeka của Croatia đã đánh bại đội Copenhagen của Đan Mạch nhờ một bàn thắng tức cười. Giữa hiệp 1, tiền đạo Franco nhận bóng ở giữa, anh đã bị hai hậu vệ của đội chủ nhà truy cản. Nhưng một cầu thủ phòng ngự đã vô tình sút trúng hai cầu thủ còn lại, khiến cả hai ngã ra sân. Franco tung cú sút về phía khung thành và đâm chính xác vào xà ngang, từ đó bóng dội vào người của Anderson, người thành thủ phạm của một pha phản lưới tức cười. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký để trở thành hội viên được đặt ở dưới phần mô tả để được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, có những thứ chúng ta không thể nghĩ tới nhưng nó vẫn diễn ra, khiến cho ai cũng phải sửng sốt bởi không dám tin vào mắt mình. Do là vì những điều này nó ít khi xuất hiện trong các sự kiện thể thao thông thường, và chắc các bạn cũng đã rất nóng lòng muốn biết xem đó là những điều gì rồi nhỉ. Vậy ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại top những khoảnh khắc ít xuất hiện trong thể thao qua đoạn video sau đây. Có những hiện tượng gần như là không bao giờ xuất hiện trong các trận đấu bóng đá nói riêng hay một số sự kiện thể thao nói chung. Có thể coi đó là những trường hợp hy hữu, thi thoảng mới xảy ra một lần. Ví dụ như là việc đốt pháo sáng chẳng hạn. Ở tình huống này, pháo sáng đã được đốt lên từ trên các khán đài của một sân bóng đá và nó tràn cả xuống sân, khiến cho cầu thủ hai đội không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Nó đến từ một bộ phận người hâm mộ có ý thức kém và đôi lúc tỏ ra cuồng nhiệt một cách thái quá và không tuân thủ những quy định phòng cháy chữa cháy trong các hoạt động thể thao nơi công cộng. Thậm chí, ở một tình huống khác, pháo sáng còn được các cổ động viên bắn lên liên hồi từ bên ngoài sân vào trong sân vận động và bốc khói nghi ngút. Nó khiến cho bộ phận an ninh của sân với một quân số hết sức đông đảo không thể làm ngơ được nữa, họ phải vào cuộc để ngay lập tức dập đám cháy, tránh cho sự việc trở nên phức tạp hơn dự kiến. Một hành động xứng đáng lên án khi có thể làm ảnh hưởng đến sự an toàn và tính mạng của những người xung quanh. Xuất phát từ một quả đá phạt của đồng đội chết sang bên phía cánh phải, một cầu thủ áo trắng lao vào dũng mãnh đánh đầu tung lưới đối thủ. Nhưng chính vì lao nhanh quá, anh đã không làm chủ được tốc độ và suýt làm đổ cả khung thành. Trong trận đấu vòng 5 Premier League mùa giải 2020-2021 giữa Man City và Arsenal trên sân vận động Etihad, Jesus Aguero đã có một hành động thân thiện quá mức với trọng tài biên khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Từ một tình huống trung vệ Gabriel Magalhaes bên phía Arsenal đưa bóng đi hết đường biên ngang và trọng tài xác định sẽ có quả ném biên dành cho pháo thủ, Aguero thì có vẻ không hài lòng với quyết định đó nên có một vài lời phân trần và thậm chí còn khoác vai bá cổ với vị vua áo đen bên ngoài đường biên. Nhưng nên nhớ, đây là một vị trọng tài nữ, có lẽ tiền đạo người Argentina đã quên mất điều này.
trong một cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Barcelona, xuất phát từ một tình huống mà đội bóng thành Madrid được hưởng một quả ném biên. Vị trọng tài biên sau khi giơ cờ lên cho các cầu thủ Atletico thực hiện pha ném biên của mình đã vô tình văng trúng mặt Jordi Alba khi hậu vệ trái người Tây Ban Nha đang chạy lại vào trong sân để tiếp tục tình huống bóng. Sau đó, Alba đã nằm vật ra sân trong sự đau đớn. Man United sau khi ngài Alex Ferguson giải nghệ, dù đã rất cố gắng nhưng họ vẫn chưa thể nào tìm lại được ánh hào quang xưa cũ đã đánh mất. Mặt khác, đội chủ sân Old Trafford còn được biết đến là sân khấu của những nghệ sĩ hài kịch mang lại sự thư giãn, giải trí cho người xem. Như ở tình huống này, xuất phát từ tình huống đối thủ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ngay chính diện khung thành của David De Gea, Ander Herrera không biết vì lý do gì đã lui về đứng ngay sát mép bên phải cầu môn để khép góc. Nhưng hài hước ở chỗ, sau đó anh lại di chuyển lên vị trí đứng chắn hàng rào cùng đồng đội. Và sau khoảnh khắc này, Man United đã phải nhận bàn thua từ pha đá phạt hoàn hảo của một cầu thủ áo trắng. Một tình huống khá thú vị trong một trận đấu giữa Arsenal và câu lạc bộ Leicester City trên sân vận động Emirates. Một cầu thủ của Leicester đang cố gắng lấy đà để thực hiện một quả ném biên thật mạnh vào phía trong vòng cấm. Nhưng anh đã bị tiền đạo Alexis Sanchez ra sát đường biên ngang để áp sát và gây áp lực, khiến cho việc anh thực hiện trở nên khó khăn hơn. Vì thế, cầu thủ này đã thực hiện lại quả ném biên và lần này trái bóng đã chẳng may đập trúng mặt của chân sút người Chile. Sanchez tỏ ra khá đau, hai tay ôm mặt và đổ gục xuống sân. Từ đầu video đến giờ, như các bạn để ý, đã xuất hiện quá nhiều những diễn viên hài và nghệ sĩ nhân dân phải không nào? Và đây chính là tình huống diễn đạt nhất theo cảm nhận của chúng tôi. Diễn viên đó mang tên David Luiz, anh bị Rafael da Silva bên phía Man United phạm lỗi và cầu thủ người Brazil nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ diễn xuất của mình. Luiz nằm lăn lộn trên sân, nhưng vừa nằm anh lại vừa cười mỉm trông không thể hài hước hơn. Nhiều người vẫn hay nói vui rằng khi bạn muốn làm diễn viên nhưng bố mẹ lại bắt bạn đi đá bóng. Quả thực trong trường hợp này, nó quá đúng với David Luiz. Một trọng tài biết ghi bàn, rất khó tin phải không nào, nhưng đó là sự thật các bạn ạ. Từ một pha giật bóng lại rất điều nghệ của một cầu thủ áo trắng, bóng đến đúng vị trí mà trọng tài đang đứng và ông này đã rất nhanh chóng thể hiện phẩm chất chơi bóng của mình với một cú đặt lòng chuẩn xác vào góc xa. Một tình huống mang tính giải trí là chính và làm cho người xem không khỏi suýt xoa bởi độ đẹp mắt của nó.
Vừa rồi là top những khoảnh khắc ít xuất hiện trong thể thao. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn sau khi xem clip này bằng cách để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.